không kèm số điện thoại luôn giúp em. Da đầu là giống y như da đầu thật của mình nè. Đó, 220.000 tặng kèm lưỡi chùm ha. Ai chốt mẫu này comment giúp em 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em. 3030 rút ngắn ha. Tóc Trang hỏi mình inbox em cho mình xem mẫu nha chị Thùy Trang Nguyễn ơi. Em nói rồi em không like máy hỏi trên đây nha. Mua tóc bộ là mình tặng kèm lưỡi chùm luôn chị ơi. Màu em đang đổi là màu nâu ánh vàng nha chị, nâu vàng tự nhiên nha. Đây em cho mình xem loại xăng nửa lưng. Em cho mình xem mã 74 nha. Có màu đen. Đây xăng nửa lưng 50cm mã 74 nha em nè. Loại này là dài vừa nửa lưng ngang ngực của mình ha. Dài vừa nửa lưng ngang ngực của mình. Mã 74 ha. Em đang mang là mã 74 xăng đuôi nè. Mã 74 xăng nhẹ đuôi dài 50cm. Màu em đang mang là màu nâu sô-cô-la. Có màu đen, nâu đen và màu nâu vàng nữa ha. Bốn màu luôn nha mấy chị ơi. Chốt mẫu này comment giúp em là 74 kèm số điện thoại luôn cho em. 220 một bộ tặng kèm lưới chùm nha. Lương Nguyễn lấy 3030 inbox địa chỉ của Messenger giúp em ha. Đặng Thu Hiền inbox địa chỉ qua Messenger giùm em luôn nha chị ơi. Rồi ai chốt hàng comment giúp em là 74 ha. Mẫu này rất là xinh luôn. Chị nào thích xăng nhẹ mình chốt ngay cái mã này cho em ha. Xăng rất là nhẹ phần đuôi luôn nha. Chốt giúp em 74 kèm số điện thoại luôn giúp em. Em qua tiếp mẫu nha mấy chị ơi. Rồi em qua tiếp mẫu nè, xem mẫu nào mình comment lên cho em. Nào, nguyên đầu phía sau ốc sẽ có hai cái nắp cài vô, chắc đầu trước khi đội là mình cài cái nắp vô nha. Không có chuyện mà rơi rớt được là em bao độ chắc chắn cho mình nha. Không bao giờ mà tự nhiên đang đi, đang đứng, đang ngồi mà nó rơi ra hết nha mấy chị nha. Bao chắc luôn nha. Đây em lên cho mình xem mẫu tiếp nè. Mẫu xù dài nguyên đầu nè em. Không phải là đội lỏng hỏng trên đầu như vậy nha mấy chị nha. Nó phải có cái đồ cài lại cho chắc chắn ôm lấy cái đầu mình. Chứ không tự nhiên mà đội như vậy là không ai dám đội hết. Cho nên là nó phải có cái gì mà ôm cài chắc chắn lại nha mấy chị nha. Rồi em đang mang cho mình xem mẫu này ha. Xù dài nguyên đầu. Xù dài nguyên đầu là 220.000. Ai chốt mẫu này comment giúp em. Xù dài nguyên đầu kèm số điện thoại luôn giúp em. 220 một bộ tặng kèm lưỡi chùm. Chốt giúp em xù dài nguyên đầu kèm số điện thoại luôn giúp em. Xù dài nguyên đầu kèm số điện thoại luôn cho em ha. Siêu dễ thương luôn mấy chị ơi. Rất là xinh luôn nè. Mình đi tiệc đi chơi mình đội cái này mất có 3 đến 5 phút của mình thôi nha. Rất là tiết kiệm thời gian ha. Mà mình không phải làm tóc là hư hại tóc thật của mình nha mấy chị. Siêu nhanh siêu tiện lợi luôn. Chốt liền giúp em mẫu này là xù dài ha. Xù dài nguyên đầu kèm số điện thoại luôn giúp em. Em qua tiếp cho mình xem mẫu tóc đuôi ngoặn nha mấy chị ơi. Qua đuôi ngoặn cho mình xem ha. Đuôi ngoặn em lên cho mình xem mã B103 nha em, rất là xinh nè. Đuôi ngoặn mã B103 rất là xinh nha. 120.000. Đuôi ngoặn 120.000. Ai chốt cái ngoặn này comment giúp em. B103 kèm số điện thoại luôn giúp em. Ngoặn xoăn lửng B103 40cm ha. Màu nâu vàng em đang mang có sô-cô-la nè. Đen, nâu đen, bốn màu cho mình chọn nha. Chốt cái ngoặn này comment giúp em. B103 kèm số điện thoại luôn giúp em. Ngoặn xoăn lửng B103 kèm số điện thoại luôn cho em ha. Rất là dễ thương luôn. Rồi chốt mẫu này comment giúp em. B103. Em lên tiếp cho mình xem cái ngoặn mà xăng đuôi nhẹ nha. Ngoặn xăng đuôi nhẹ em lên cho mình xem mã N40. N40 ngoặn xăng 50cm. Loại này là xăng nhẹ phần đuôi nha mấy chị nha. Xăng rất là nhẹ phần đuôi, dài vừa nửa lưng nha. N40 mã của nó là N40. Chốt cái ngoặn này comment giúp em. N40 kèm số điện thoại luôn cho em. 120.000. Chốt giúp em mẫu này là N40 kèm số điện thoại luôn giúp em ha. Rồi ưng mẫu nào thì mình chốt liền giúp em ha. Thích mẫu nào thì chốt liền giùm em. 3030 ok vậy nha. Theo dõi like đó em sẽ quay lại mẫu cho mình xem. Qua tiếp mẫu nè.
Em lên tiếp cho mình xem mẫu ngoạm xù. Xoăn ngoạm, xoăn ngắn che được da đầu hói. Chị ơi, che hói thì bên em có máy hói nha. À nãy em có nói rồi, trên live sẽ không like máy hói, em like nguyên đầu thôi. Chị nào muốn mua máy hói thì mình inbox trực tiếp giúp em ha. Che hói, che tóc bạc và máy hói inbox trực tiếp giúp em. Rồi mẫu này ha, ngoạm xù nha em nha. Tóc ngoạm xù 120 ngàn. Ngoạm xù 120 ngàn. Ai lấy ngoạm xù chốt ngoạm xù kèm số điện thoại luôn giúp em. Ngoạm xù em đang mang là màu nâu sô-cô-la ha. Có màu vàng chanh nè, đen, nâu đen, bốn màu cho mình chọn nha. Chị nào lấy ngoạm xù chốt ngoạm xù kèm số điện thoại luôn cho em, xin cực kỳ xin luôn nha. Em đi với máy cho mình xem nè. Chị nào cũng muốn xem búi, em lên tóc búi luôn cho mình xem ha. Ngoạm có móc lai chị Ngọc Thủy ơi. Rồi đây là ngoạm xù ha, đi kèm combo với máy ha. Máy thưa là 80 ngàn, ngoạm là 120 ngàn. Để Nhi Đạt lấy N40 inbox địa chỉ của Messenger giúp em luôn nha. Mình thích đi nguyên combo thì chốt cho em nguyên cả combo ngoạm và máy. Mình kết hợp nguyên combo rất là xinh, là chỉ có 200 ngàn thôi. Mua lẻ thì chốt lẻ cho em máy 80 ngàn, ngoạm 120 ngàn ha. Thay đổi hoàn toàn chỉ trong 5 phút nha mấy chị nha. Lấy ngoạm xù chốt ngoạm xù cho em. Em qua mẫu 3030 cho mình xem ha. Rồi em qua ngoạm móc lai luôn nữa nha. Ngoạm móc lai đây. Ngoạm móc lai tay nè 120 ngàn. Ngoạm móc lai tay 120 ngàn. 130 chứ lộn nha. 130 ngàn một cái ngoạm móc lai tay này nha. Có 3 màu nền là đen, nâu, vàng, sô-cô-la đều móc lai tay lên nha. Chốt cái ngoạm này comment giúp em. Ngoạm lai tay kèm số điện thoại luôn giúp em. Ngoạm móc lai tay kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Rồi qua mẫu nè mấy chị ơi. Ai xem gì nữa comment lên giùm em. Lấy máy chốt máy cho em ha. Máy thưa chỉ có 80 ngàn thôi. Rồi em qua em cho chị xem ngoạm móc lai rồi đó chị. Nguyên đầu tóc ngắn mã 3030. Đây ha, nguyên đầu tóc ngắn mã 3030, 220 ngàn. 3030 em đang mang là 220 ngàn. Ai chốt mẫu này comment giúp em. 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em. Tóc ngắn 3030 nha. Cột like có nha chị Hoa Đào, Hoa Đào ơi. Nguyên đầu ngắn này nè chị ơi, em đang mang nguyên đầu ngắn là 3030 nha chị. Cúp ngắn 3030, 220 ngàn, tặng kèm lưỡi chùm. Siêu đẹp luôn ha. Mẫu này em có 3 màu là nâu vàng, sô-cô-la và màu đen. Phạm Thư 3030 inbox thì chịu Messenger giúp em ha. Xoăn cả đầu nhưng không có mái cỏ luôn nha chị. Theo dõi live đang qua mẫu cho mình xem. Rất là chắc chắn ha. Em nhắc lại là nguyên đầu phía sau óc nó sẽ có hai cái nấc cài cho ông dắt đầu. Trước khi đội lên đầu mình cài hai cái nấc này lại ha. Mấy chị cứ tưởng tượng giống như dây ống ngực của mình á, là mình sẽ tăng giảm theo cái độ theo cái số đo đầu của mình ha. Ô chắc chắn hết và không có chuyện rơi ra được nha. Rồi em qua